Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây, mời quý vị cùng cập nhật những tin nóng trong 24 giờ qua. Chiều ngày 30 tháng 3, chị Nguyễn Thị Bích Hường, nữ tiếp viên hàng không bị xe Mercedes tông cho biết, sau hơn 4 năm xảy ra tai nạn, nay chị đã nhận được thông báo có người trúng đấu giá căn hộ A149 chung cư Dream Home, phường 14 quận Gò Vấp của Nguyễn Trần Hoàng Phong. Người lái xe Mercedes gây tai nạn sau khi sử dụng chất kích thích. Cụ thể, Phong đã lái xe tốc độ cao, lấn trái đường, tông chết ông Lê Mạnh Thường, tài xế Grab, và khiến chị Nguyễn Thị Bích Hường, tiếp viên hàng không, mang thương tật 79% vào đầu năm 2020. Chị Hường đã lên Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp nhận hơn 1 tỷ đồng tiền thi hành án. Trước đó, ngày 14 tháng 7 năm 2022, Phong bị Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án 7 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đến tháng 8 năm 2023, tài sản của Nguyễn Trần Hoàng Phong tại chung cư Dream Home được hoàn tất kê biên. Sau đó căn hộ được bán đấu giá để bồi thường bị hại. Theo quyết định của Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp, ông NVS, thành phố Hải Phòng là người đã mua được căn hộ A149 chung cư Dream Home với giá 1,609 tỷ đồng. Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp cũng thực hiện các thủ tục theo quy định để giao căn hộ cho người mua. Với số tiền từ bán căn hộ, Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp sẽ trích lại khoản tiền để trừ phí cưỡng chế, đồng thời trích lại tiền thuê nhà cho người phải thi hành án và thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với ông Nguyễn Trần Hoàng Phong với căn hộ. Sau đó, Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp chia tiền theo tỷ lệ cho hai người được thi hành án là chị Nguyễn Thị Bích Hường, khi bị tai nạn là tiếp viên hàng không, và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Lê Mạnh Thường, tài xế Grab. Trong đợt thi hành án thứ nhất, chị Hường nhận được 1,059 tỷ đồng. Phía người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Thường nhận hơn 200 triệu đồng. Đợt thi hành án tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ngày 31 tháng 3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Bắc Từ Liêm vừa bắt giữ thành công bị can Ngô Thị Nga, 42 tuổi, trú tại huyện Đông Anh, sau 15 năm lẩn trốn. Bị can Nga bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh, Hà Nội ra lệnh truy nã đặc biệt từ năm 2009 do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Theo tài liệu của cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh, vào năm 2008, anh LPK tìm người nhờ thế chấp sổ đỏ của mảnh đất rộng 203 m² để vay ngân hàng 300 triệu đồng. Qua một người quen, anh Ca đã nhờ Ngô Thị Nga thế chấp sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Muốn làm thủ tục vay được tiền ngân hàng, Nga bảo phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho Nga. Do tin Nga, anh Ca đồng ý. Gần một tháng sau, khi làm các thủ tục, Nga được Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất. Một thời gian sau, anh Ca phát hiện Nga đã bán giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất anh vừa sang tên cho Nga, cho một người khác ở thị trấn Đông Anh. Biết mình bị lừa, anh Ca đã trình báo cơ quan công an. Bên cạnh đó, Ngô Thị Nga còn tiếp tục sử dụng mảnh đất trên để lừa vay 600 triệu đồng của anh NHH ở quận Hai Bà Trưng, lừa bán mảnh đất này với giá 1,4 tỷ đồng cho anh LVN ở thị trấn Đông Anh. Sau khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Nga giao, anh H và anh N phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vấn đề nên đã tố cáo toàn bộ sự việc tới cơ quan công an. Căn cứ vào hành vi của Ngô Thị Nga, tháng 12 năm 2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Ngô Thị Nga. Tuy nhiên, thời điểm đó, Nga đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã bàn giao bị can Ngô Thị Nga cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Anh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 31 tháng 3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an phá thành công chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc lô đề liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Được biết, đường dây trên do Hoàng Thế Vinh, sinh năm 1976, trú phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cầm đầu. Để điều hành đường dây, Hoàng Thế Vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt cơ quan công an. Tại Nghệ An, có 4 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây đánh bạc do Vinh cầm đầu, trong đó Nguyễn Cảnh Vinh, sinh năm 1988, chú xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, được cơ quan công an xác định là người điều hành đại lý tổng. Sau thời gian theo dõi, ban chuyên án đã chia thành 10 tổ công tác, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc nói trên, trú tại tỉnh Nghệ An, tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ gồm 21 điện thoại di động, 2 ô tô và nhiều tài liệu liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô số đề trong một ngày là gần 1 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Đêm 30 và rạng sáng ngày 31 tháng 3, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã hóa trang kết hợp công khai, phát hiện tạm giữ 52 đối tượng, 41 phương tiện có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng. Các đối tượng này đi thành từng đoàn, một số đối tượng còn mang theo hung khí như côn ba khúc, gậy sắt, dao, phóng nhanh và rú ga gây mất an toàn giao thông trên đường phố thuộc các tuyến đường Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Lê Duẩn, Xã Đàn, phố Huế, cầu Vĩnh Tuy, Ngọc Lâm. Cụ thể khoảng 22 giờ 50 phút ngày 30 tháng 3, tổ Y14141 Công an thành phố Hà Nội hóa trang đã phát hiện NKHN sinh năm 2006 là học sinh lớp 12 ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi trên đường Trần Khánh Dư. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện thiếu niên này còn tàng trữ một gậy ba khúc trong xe. Tại cơ quan công an, NKHN nói rằng mua gậy trên mạng xã hội với giá 250.000 đồng, mang theo để phòng thân và sĩ diện với bạn gái. Tại trụ sở công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, hai học sinh lớp 10 là NQA và NPAH cùng sinh năm 2008 ở Hà Nội, khai nhận thường xuyên theo dõi các hình ảnh bạn bè đăng tải về đua xe nên đã tò mò, ham vui. Do đó cuối tuần rủ nhau lấy xe máy lên phố chơi. Đi trên đường thấy các bạn chạy xe nhanh vui quá, lên nhập đoàn vào đi cùng. Sau đó vào 23 giờ ngày 30 tháng 3, khi truy đuổi nhóm thanh niên khoảng 5-6 xe máy từ phố Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Xã Đàn đến Nguyễn Lương Bằng, tổ công tác đã bắt được 3 đối tượng tháo biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng. Còn vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 31 tháng 3, tổ công tác đã truy đuổi một đoàn xe quãng đường hơn 30 km, giải tán đám đông từ phố Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Lê Duẩn, Đại Cổ Việt, cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Ngọc Lâm, cầu Đuống, sang đến thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Theo lực lượng chức năng, quá trình truy đuổi gặp rất nhiều khó khăn khi các đối tượng liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm cho bản thân và cho người tham gia giao thông chạy xe với tốc độ cao. Do đó, trong quá trình truy đuổi, vừa phải đảm bảo quy trình nghiệp vụ nhưng cũng phải bảo đảm an toàn cho người dân, tổ công tác và chính đối tượng vi phạm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng trang bị những camera bí mật để ghi hình, phát hiện đối tượng. Công an huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương cho biết, tổ tuần tra đặc biệt 171 vừa phát hiện ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên mang nhiều dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn. Cụ thể, vào đêm ngày 29 tháng 3, Tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an huyện Bào Bàng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong khu công nghiệp Bào Bàng thuộc thị trấn Lai Uyên thì phát hiện nhóm 5 xe máy và 7 người. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện nhóm này mang theo nhiều dao kiếm giấu trong người. Qua kiểm tra, nhóm thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 14 đến 16 tuổi. Cả nhóm khai nhận đang chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng công an phát hiện. Tổ tuần tra đã bàn giao nhóm thanh thiếu niên này cho công an thị trấn Lai Uyên để xử lý theo quy định. Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, mới đây công an thành phố đã bắt một nhóm 3 thanh niên dùng hung khí đe dọa cướp tài sản của người đi qua đèo Pren. Cụ thể, vào tối ngày 27 tháng 3, Nguyễn Đức Nam, 22 tuổi, đã rủ Bùi Xuân Bắc, 24 tuổi và Trần Văn Tâm, 18 tuổi, ra đèo Pren, phục kích người đi đường cướp tài sản. Khoảng 23 giờ 40 cùng ngày, thấy hai cô gái đi xe máy di chuyển xuống đèo Pren, cả nhóm dùng xe máy đuổi theo. Đến đoạn đường vắng, 3 thanh niên áp sát xe của hai cô gái, dùng hung khí uy hiếp để cướp 2 chiếc điện thoại rồi bỏ trốn. Công an thành phố Đà Lạt đã triển khai các biện pháp để truy bắt. Lực lượng công an đã tìm thấy nhóm cướp khi cả nhóm đang lẩn trốn tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố Đà Lạt khoảng 40 km. Làm việc với công an, cả nhóm khai nhận hành vi cướp tài sản. Tối ngày 30 tháng 3, sau một ngày nỗ lực truy tìm, Được sự giúp đỡ của cơ quan chức năng và cộng đồng mạng, gia đình ông NVA, trú xóm 13, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đã tìm thấy chiếc xe máy bị mất trộm. Theo đó, vào khoảng hơn 18 giờ chiều cùng ngày, một số người dân lưu thông trên địa bàn phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, phát hiện Hotgirl Bella đang điều khiển chiếc xe máy như thông tin trên mạng đăng tải, nên tìm cách giữ lại rồi trình báo với công an, đồng thời điện thoại thông báo với chủ xe. Một số người dân theo dõi sự việc còn dùng điện thoại live stream lên mạng xã hội để tìm chủ nhân của chiếc xe máy. Hotgirl Bella sau đó được lực lượng chức năng đưa về phường Ninh Hải làm việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, ông VA cũng có mặt tại phường hoàn tất các thủ tục cần thiết để nhận lại chiếc xe bị mất của mình. Trước đó khoảng 16 giờ 30 ngày 29 tháng 3, lợi dụng khi vợ chồng ông VA đi vắng, chỉ có con trai nhỏ tuổi ở nhà, Bella đã đi nhầm chiếc xe máy của ông VA để phía trong nhà hàng. Cách hiện trường không xa, Hotgirl Bella bỏ lại chiếc xe máy cũ của mình kèm theo nhiều đồ vật cũ như chổi, áo mưa, nón, phích nước. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ông VA sau đó đã trình báo vụ việc lên công an xã Quỳnh Thạch, đồng thời đăng tải video, hình ảnh liên quan nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, truy tìm. Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an xã Quỳnh Thạch đã phát thông báo truy tìm Hotgirl Bella. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngày 31 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khang, 19 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, anh DQV, 27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, mất liên lạc với gia đình. Sáng ngày 28 tháng 3, bà NTCN, 54 tuổi, quê ở Bình Dương. Mẹ anh V đã đăng bài viết tìm kiếm con trên mạng xã hội. Sau đó, một thanh niên gọi điện cho gia đình bà N, nói rằng anh V đang ở Campuchia và yêu cầu người thân phải chuyển 6.000 đô la Mỹ để chuộc về. Do không lo đủ tiền, bà N xin bớt tiền và được thanh niên đồng ý với giá còn 3.000 đô la Mỹ. Thanh niên này đề nghị bà N đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để thực hiện giao dịch, nhưng sau đó đã đổi điểm hẹn và yêu cầu gặp tại một địa chỉ trên đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Khoảng 12 giờ 30 ngày 29 tháng 3, người nhà anh V đến công an phường 25, quận Bình Thạnh để trình báo vụ việc. Thanh niên vừa nhận 65 triệu đồng tiền chuộc từ gia đình anh V ở trước căn nhà trên đường D5 thì bị công an ập tới bắt quả tang. Được đưa về trụ sở, thanh niên này khai tên Nguyễn Hoàng Khang, đang là sinh viên của một trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại công an, Khang khai không biết tung tích con trai của bà N, do thấy thông tin tìm người trên mạng, Khang nảy ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tối ngày 10 tháng 3, kho hàng ở đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh của một đơn vị vận chuyển nổi tiếng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 30 tháng 3, người dân sống trong hẻm số 1 Nguyễn Văn Dung, phường 6 bất ngờ phát hiện lửa khói bùng lên tại kho hàng trong hẻm. Lúc này, cửa kho hàng khóa bên ngoài, bên trong không có người, chỉ có một ô tô. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán nhau, tìm cách dập lửa và phá cửa, kịp thời di rời ô tô ra bên ngoài. Ngọn lửa tiếp tục lan rộng, cột khói đen bốc cao khoảng chục mét. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng đã dùng vòi rồng dập đám cháy và lỗ lực ngăn không cho cháy lan sang nhà dân. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó. Được biết, kho hàng bị cháy là của một đơn vị vận chuyển nổi tiếng. Đơn vị này vừa đến thuê nhà kho làm nơi chứa hàng hóa. Thời điểm vụ cháy xảy ra, bên trong kho chứa nhiều tã trẻ em. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm một số tài sản bị thiêu rụi. Hiện các đơn vị chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy kho hàng. Thưa quý vị, những ngày qua, vụ việc cháu NHD, nam sinh lớp 8 quê Phú Thọ, bị hành hung khi đang chơi bóng rổ ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội, dẫn đến chấn thương sọ não, đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Cháu D đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hai mẹ con cháu D có hộ khẩu ở khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Căn nhà cấp 4 của mẹ con cháu D vốn là nhà bố mẹ đẻ của chị NTL, mẹ cháu D. Mới đây, bố mẹ chị cơi nới thêm 2 gian nhà cấp 4 để hai mẹ con tá túc khi về. Tuy nhiên, căn phòng chưa được lắp cửa thì xảy ra vụ việc đau lòng. Anh Nguyễn Văn Long, cậu ruột cháu D cho biết, chị L lấy chồng quê ở Thái Bình, hai vợ chồng thuê trọ, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Năm 2020, chồng chị L mất vì tai nạn lao động. Chị L bán hàng rong một mình nuôi cháu D. Về tình hình sức khỏe của cháu D, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện bệnh nhân vẫn đang được điều trị hồi sức tích cực. Cũng theo nguồn tin này, trưa ngày 29 tháng 3, khi trao đổi với bác sĩ trực về những thay đổi của cháu D so với thời gian điều trị tại các cơ sở y tế ở Hà Nội, người nhà bệnh nhân cho biết những ngày trước nam sinh không có phản xạ. Tuy nhiên hiện tại, cậu bé 14 tuổi đã có phản xạ khi được tác động. Bệnh nhân được ăn qua sông và đường tĩnh mạch. Như đã thông tin, ngày 27 tháng 3, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với TVM, sinh năm 2008 ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo Công an quận Long Biên, vào ngày 19 tháng 3, đơn vị tiếp nhận trình báo của gia đình NHD, sinh năm 2010 ở quận Long Biên về việc em D đang chơi tại sân đình Lệ Mật, phường Việt Hưng bị đánh trọng thương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội xác minh điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Long Biên xác định vào khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 3, em TVK sinh năm 2012 ở quận Long Biên chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị em NHD tát vào mặt. Em TVK chạy đi gọi anh trai là TVM để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi hai anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố là ông TVT. Sau khi nghe kể lại sự việc, ông TVT chở hai con ra sân đình Lệ Mật để xe mai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, ông T bảo hai con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy. Sau đó ông T quay xe định ra về. Lúc này ông T thấy M chạy vào đấm, làm D ngã ra đất. Ông T vào can ngăn rồi chở hai con về nhà. Sau đó ông T trở lại khu vực sân đình Lệ Mật, thấy D có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu. Sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị, bệnh viện xác định em D bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao. Chiều ngày 29 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum cho biết đã bàn giao cho Công an huyện để điều tra làm rõ thông tin nữ sinh MT đang học lớp 10, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đắc Lây bị một nhóm học sinh nữ bắt quỳ dưới nền đất và dùng tay tát liên tiếp vào mặt. Trước đó trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh một nhóm học sinh bao quanh một học sinh nữ đang quỳ dưới nền đất trong một ký túc xá. Sau đó một nữ sinh khác đã giật tóc và liên tục tát vào mặt nữ sinh đang quỳ. Mặc dù bị tát đến ngã xuống đất, nhưng nữ sinh vẫn bị yêu cầu quay lại vị trí quỳ ban đầu. Mặc dù trong phòng có nhiều học sinh khác chứng kiến vụ việc nhưng không ai có ý định ngăn cản. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lây cho biết, ngay sau khi vụ việc diễn ra, Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lây đã bàn giao cho Công an huyện nhanh chóng tiến hành xác minh làm rõ. Được biết, nữ sinh MT có hoàn cảnh khó khăn khi mồ côi bố và mẹ bị bệnh thần kinh. Nữ sinh này đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Đắc Lây. Vào tối ngày 27 tháng 3, một nhóm nữ sinh ở trường khác đã xông vào khu ký túc xá của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên để nói chuyện với nữ sinh MT. Sau đó nữ sinh MT bị hành hung. Tuy nhiên, các bạn cùng ký túc xá đã không báo cáo cho nhà trường. Sau khi vụ việc xảy ra, nữ sinh MT đã gọi ông ngoại đến đón về nhà. Đến ngày 28 tháng 3, khi ông ngoại nữ sinh MT đến phản ánh, nhà trường mới nắm bắt thông tin sự việc. Ngay khi vụ việc xảy ra, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã báo cáo cho Ủy ban Nhân dân huyện Đắc Lây để nhanh chóng điều tra, làm rõ. Ngày 31 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đến nay đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 người, gồm Nguyễn Thanh Phong, 37 tuổi, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên, Nguyễn Thiện Thanh, 48 tuổi, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, và Huỳnh Lê Phong, 61 tuổi, nguyên trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên. 3 bị can nói trên bị bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, đây là diễn biến tố tụng sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản và giả mạo trong công tác xảy ra từ năm 2001 đến tháng 10 năm 2023 do Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên chuyển đến. Theo hồ sơ này, ông Võ Văn Trung, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên, là nhân vật bị điều tra. Ông Trung từng giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Xuyên từ năm 2020. Khi công an thụ lý điều tra, ông Trung bị đình chỉ công tác được 2 tuần, thì người nhà phát hiện ông Trung đã tử vong tại nhà riêng trong tư thế treo cổ. Các bị can Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thiện Thanh và Huỳnh Lê Phong bị cáo buộc đã không thực hiện đúng trình tự thủ tục trong thẩm tra hồ sơ. Sau đó trình Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên ban hành các quyết định giao đất nền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác minh một số cán bộ tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Long Xuyên không kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, dẫn đến tham mưu cấp 19 nền tái định cư không đúng đối tượng, chưa đúng quy định của luật đất đai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã có nhiều văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đề nghị thẩm định tính pháp lý các hồ sơ giao đất nền, định giá tài sản 19 lô đất nền do Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cấp. Việc cấp giao đất nền diễn ra từ năm 2007 đến năm 2022 do các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên từng thời kỳ ký. Đến ngày 28 tháng 3, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thiện Thanh và Huỳnh Lê Phong cùng tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 3 bị can. Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến vụ án. Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Tập đoàn Đầu tư An Đông và một số doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Nhóm doanh nghiệp này vi phạm liên quan trái phiếu, không công bố nhiều báo cáo quan trọng, trong đó có tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi. Cụ thể, công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông được xác định là mắt xích quan trọng trong quá trình huy động vốn kinh doanh cho tập đoàn mẹ Vạn Thịnh Phát. Công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính 92,5 triệu đồng do không gửi công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gồm báo cáo tài chính, các báo cáo về tình hình sử dụng vốn, thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Công ty này đồng thời cũng gửi các tài liệu tương tự giai đoạn 2011-2022 không đúng thời hạn. Cùng với công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, 3 công ty khác là công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World có liên quan tới Vạn Thịnh Phát cũng bị cơ quan điều tra xác định có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật khi tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho trái chủ, huy động tiền và chiếm đoạt. Thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, riêng An Đông phát hành gần 25.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX. Đối với các tài liệu, báo cáo tài chính năm 2022, báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện cam kết đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Ngoài ra, công ty Phú Châu gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn đối với báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu năm 2022. Phú Châu cũng là doanh nghiệp có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan, được hé lộ khi trong số tài sản kê biên, phong tỏa, thu hồi của vụ án Vạn Thịnh Phát. Được biết, công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Châu được thành lập vào tháng 5 năm 2011, vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Trong biên bản kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản của vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan từng thống nhất chuyển nhượng 100% cổ phần tại Phú Châu. Lúc này, chủ đầu tư dự án khu dân cư Chợ Mới, diện tích 16,17 ha tại thị trấn Cần Duộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An, do công ty cổ phần Sơn Long Thọ chỉ định với tổng giá 518 tỷ đồng. Các cổ đông của Sơn Long Thọ đã thanh toán 270 tỷ đồng, trong đó có 50 tỷ đồng chuyển cho ông Lê Trần Hùng, được ông Nguyễn Phú Tiên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Nhật Tân Long An, giao đứng tên cổ phần tại Phú Châu, và ông Hùng đã chuyển 50 tỷ đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Phú Tiên. Ngày 1 tháng 6 năm 2023, ông Nguyễn Phú Tiên đã nộp số tiền 50 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục số tiền bị can Trương Mỹ Lan chiếm đoạt trong vụ án. Liên tiếp trong tháng 2, tháng 3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát. chủ yếu liên quan tới trái phiếu như Công ty Cổ phần Đại Phú Hòa, Công ty Cổ phần Thiết kế và Trang trí Nội thất Lora, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, Công ty Cổ phần Well Power, Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh. Mức phạt chung cho các doanh nghiệp này là 92,5 triệu đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Mỹ, 30 tuổi, trú xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, mức án tử hình, và Nguyễn Thị Huế, 28 tuổi, trú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, mức án tù chung thân, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, khoảng tháng 5 tháng 6 năm 2023, Mỹ mua ma túy với số lượng hơn 1.678 gram MDMA hay còn gọi thuốc lắc và gần 638 gram ketamine của hai người không rõ lai lịch. Sau đó, Mỹ hai lần bán cho Huế hơn 700 gram thuốc lắc. Số ma túy còn lại, Mỹ cất giấu trong người và tại phòng số 5 khách sạn Phú Sơn thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hội đồng xét xử nhận định Huế đã giúp sức cho hành vi mua bán ma túy của Mỹ trong việc nhận, kiểm đếm và cất giấu. Huế còn mua thuốc lắc của Mỹ để bán kiếm lời. Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định Huế còn mua 196 gam ma túy, loại ketamine của một người tên Lì, không rõ nhân thân, lai lịch về cất giấu trong nhà. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương, mầm mống phát sinh các loại tội phạm khác. Vì thế, sau khi xem xét các tình tiết, tòa tuyên Nguyễn Thị Bích Mỹ mức án tử hình và Nguyễn Thị Huế mức án tù chung thân. Theo hồ sơ điều tra, Mỹ và Huế là hai đối tượng sừng sỏ về mua bán ma túy quy mô lớn ở tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình. Mỹ có một tiền án 12 tháng tù giam về ma túy, ra tù năm 2021. Để qua mặt cơ quan chức năng, Mỹ tạo vỏ bọc là người kinh doanh thành đạt, có cuộc sống sang chảnh. Còn Huế từng bị Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 24 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng cập nhật mới nhất hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video cập nhật tiếp theo.